공예입니다. 선생님 입니다. 하찬 씨는 어디였습니까? 16 bạn có thể đoán được qua phần giới thiệu của mình. Thì hôm nay chúng ta đang nói đến chủ đề ngôn ngữ là language, đúng không? Hy vọng là các bạn có thể bỏ qua cho phần phát âm tiếng Hàn rất là lởm của mình. Anyway, với chủ đề ngôn ngữ, bởi vì chúng ta là những người học ngôn ngữ mà, đúng không? Thế cho nên là khi mà phải nói bằng tiếng Anh về cái chủ đề ngôn ngữ, chúng ta thường không quá nghĩ về cái chủ đề này, đúng không? Thế cho nên là hôm nay mình sẽ giúp các bạn gỡ rối và cho các bạn 5 từ để các bạn có thể thêm nhiều ý tưởng. Và chúng ta nói về cái chủ đề language thật là luôn. Chủ đề không chỉ được xuất hiện trong Speaking Part 1 nhé, mà xuất hiện trong Speaking Part 2 và 3 cũng rất là nhiều nữa. Vậy, let's drop into it. Hey, từ đầu tiên mà mình muốn mang đến cho các bạn, đây là một ước mơ của mình ở sau này đấy. Từ này nó đọc là polyglot, và các bạn đọc là poly, nhé, kiểu polyman, đọc là pa, âm kiểu mồm thì chữ O nhưng mà đọc chữ A, polyglot. Ok, và polyglot là một cái người mà biết rất nhiều ngôn ngữ. Các bạn có thể thấy là cái người poly này, đúng không? Chúng ta có cái hình gì nhỉ? Polygon là cái hình mấy giác ấy nhỉ? Ngũ giác, lục giác, nói chung là rất nhiều giác, được chưa? Và polyglot là một người mà biết rất nhiều ngôn ngữ. Ok, giả sử các bạn có thể nói một câu rất đơn giản là sau này em ước mơ thành một polyglot, đúng không? Đó là gì? I aspire to be a polyglot in the future. Hey, từ thứ hai, cụm từ thứ hai mình muốn mang đến cho các bạn đó là một cái idiom, have a knack for. Các bạn đọc đúng từ này, nhưng cái này không phải là knack, nhưng mà cũng không phải là cờ knack, mà cái này đọc là knack, kiểu như là thịt knack ấy, được chưa? Have a knack for. Have a knack for có nghĩa là có năng khiếu hoặc cái gì đấy mà khi mà nói đến ngôn ngữ thì chắc chắn là chúng ta phải nói năng khiếu rồi, đó. Ok, các bạn có thể nói một câu rất là đơn giản thôi. English came very naturally for me because I kind of have a knack for languages. Cái thứ ba mà mình muốn phân biệt cho các bạn đó chính là sự khác nhau của self-taught và take lessons. Ok, tất nhiên là khi mà đi học một ngôn ngữ nào đấy, đúng không? Chúng ta thường là chúng ta sẽ take lessons, tức là chúng ta đi học. Được chưa? Nó hay hơn từ study một chút, là chúng ta take lessons, chúng ta đi học ở trung tâm, là đi học ở trên lớp, nó gọi là take lessons. Ok, nhưng một người mà tự học ấy, thì trái với cả suy nghĩ của các bạn đó là kiểu như là study by myself, đúng không? Nó thực ra nó không phải như thế, mà nó gọi là tự dạy bản thân, người ta gọi là I am self-taught. Ok, hoặc các bạn có thể nói cái phiên bản ngược lại là gì? I teach myself Korean, I teach myself Japanese. Khi mà chúng ta nói đến cái sự khác nhau của các ngôn ngữ, thường chúng ta nói đến sự khác nhau của ngữ pháp, đúng không? Tức là ở trong tiếng Việt thì nó là một quả bóng xanh, tức là xanh sau quả bóng, đúng không? Còn tiếng Anh thì nó là a blue ball, là cái blue là trước chữ ball, đúng không? Tuy nhiên cái nếu mà chúng ta nói là các cái ngôn ngữ khác nhau ở mặt grammar thì nó hơi chung chung. Cái thực sự mà chúng ta đang muốn nói đó là syntax, tức là cái trật tự từ, cách sắp xếp từ trong câu, đúng không? Vậy nếu mà bạn có thể dùng cái từ syntax thay cho từ grammar để nói về cái sự khác nhau của các ngôn ngữ thì giám sát là cực kỳ là ấn tượng về cái hiểu biết của bạn về ngôn ngữ, đúng không? Ví dụ các bạn có thể nói như này: for me, Korean is really challenging because its syntax is radically different from that of English or Vietnamese. Hey, và cái câu thứ năm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đây là một cái câu idiom để nói về chủ đề language, nói về cái độ khó của một ngôn ngữ nước ngoài, đó là it's all Greek to me. Các bạn có thể biết là cái từ Greek là ngôn ngữ Hy Lạp của nước Greece, Hy Lạp, đúng không? Ok, thì cái thành ngữ này it's all Greek to me nghe cứ như là tiếng Hy Lạp với tôi ấy, tức là kiểu cái ngôn ngữ này nó rất khó với tôi nghe tôi chả hiểu tiếng gì cả. Trong tiếng Việt là nó không dùng một tiếng Hy Lạp, nó bảo là nghe như là tiếng Mãn ấy, đúng không? Đấy, cái câu này nó tương đương với câu tiếng Mãn trong tiếng Việt là it's all Greek to me. Đúng không? Ok, các bạn có thể nói độ khó của một ngôn ngữ. Ví dụ như là gì nhỉ? Korean is really difficult. When I hear Korean actors, it's all Greek to me. Ok, hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn năm cụm từ rất là hay để nói về chủ đề language, đúng không? Ok, chúng ta cùng ôn lại nhé, bởi vì chắc chắn một lần đầu thì không thể nào nhớ được, học ngôn ngữ mà, đúng không? Ok, đầu tiên, người mà biết nhiều ngôn ngữ đó là polyglot. Các bạn nên nhớ là nó giống như hình đa giác, đó là polygon, đúng không? Ok, cái thứ hai, có năng khiếu cho cái gì đấy, đó là have a knack for. Và cái từ knack này không đọc là knack nhé, mà nó đọc là knack, kiểu thịt knack ấy, have a knack for. Ok, thứ ba này, những người mà đi học thì người ta gọi là đi take lessons. Đấy, còn những người mà tự học thì gọi là self-taught, gọi là self-study rồi nhá. Và thứ tư, khi chúng ta nói về các cái sự khác nhau giữa các cái ngôn ngữ thì nó là nói đến ngữ pháp, nhưng mà một cái chủ đề cụ thể trong ngữ pháp đó là trật tự từ, đó là từ syntax. Đâu, vậy khi mà các bạn nói là các ngôn ngữ khác nhau là nó khác nhau cơ bản ở cái syntax. Ok,
Và cái câu cuối cùng đó là một câu thành ngữ nói về cái độ khó của một ngôn ngữ, đó là nghe như tiếng bạn ấy, đúng không? Đó là it's all Greek to me. Và hy vọng là năm cụm từ và cụm từ này có thể giúp cho các bạn chiến thắng trong phần thi speaking để các bạn gặp phải chủ đề language nhá. Và cứ nhớ này, mình nhắc lại đó là chủ đề này xuất hiện rất là nhiều, kể cả part 1, part 2 hay part 3. Ok. Vậy hy vọng trong thời gian tới video này sẽ rất là có ích cho bạn. Ok. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo của chuỗi series 5 Words About của The IELTS Workshop.